VinFast mở bán mẫu ô tô điện đầu tiên với mức giá 690 triệu đồng. Từ ngày 24 tháng 3 năm 2021, công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ VinFast chính thức công bố nhận đặt hàng mẫu xe ô tô điện đầu tiên VF-E34 với giá 690 triệu đồng. Đặc biệt, những khách hàng tiên phong đặt mua xe từ nay đến hết 30 tháng 6 năm 2021 sẽ được nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn, có thể sở hữu xe chỉ với hơn 500 triệu. Cụ thể, VinFast chính thức nhận đặt cọc xe VF-E34 từ hôm nay thông qua website shop.vinfastauto.com và tất cả các hệ thống showroom đại lý trên toàn quốc với mức phí đặt cọc chỉ 10 triệu đồng một xe. Những khách hàng tiên phong đặt mua xe trước ngày 30 tháng 6 năm 2021 sẽ được hưởng các mức giá ưu đãi chỉ 590 triệu đồng kèm 1 năm miễn phí thuê bao pin. Đây là mức giá đặc biệt hấp dẫn dành cho một mẫu xe điện thuộc phân khúc C, tạo điều kiện thuận lợi cho đông đảo khách hàng dễ dàng sở hữu xe ô tô điện thông minh thân thiện với môi trường. Bên cạnh những ưu đãi hỗ trợ hấp dẫn, VinFast cũng triển khai mô hình cho thuê pin mang tính đột phá thay vì bán xe kèm pin thông thường. Không chỉ giúp giảm giá thành sản phẩm, giải pháp này còn mang đến sự an tâm tối đa cho khách hàng vì VinFast sẽ chịu mọi rủi ro về chất lượng và tuổi thọ của pin trong suốt quá trình sử dụng. Theo đó, khi pin có khả năng tiếp nhận sạc xuống dưới mức 70% thì khách hàng sẽ được VinFast đổi cho pin mới. Về chi phí, khách hàng chỉ phải trả tiền thuê pin hàng tháng bằng đúng chi phí mua xăng. Cụ thể, người dùng xe VF-E34 đóng phí thuê bao pin hàng tháng với mức chi phí 1.450.000 đồng một tháng cho quãng đường đi di chuyển tối đa 1.400 km. Đây là mức di chuyển ít nhất trung bình hàng tháng của một xe ô tô theo thống kê. Nếu đi quá mức tiêu chuẩn 1.400 km một tháng, khách hàng sẽ chi trả thêm 998 đồng 1 km. Nếu cộng thêm chi phí sạc điện tương đương khoảng 484 đồng 1 km, thì tổng chi phí thuê pin và sạc điện sẽ là 1.482 đồng 1 km. Bằng đúng chi phí xăng trên mỗi km di chuyển. Về bản chất, tuy VF-E34 là xe điện, nhưng chúng tôi đã tạo ra một sản phẩm mà khách hàng có thể so sánh trực tiếp với xe xăng. Cụ thể là khách hàng không phải trả tiền mua pin, chi phí vận hành gồm thuê pin và sạc điện bằng đúng chi phí tiêu hao xăng, còn giá cả và tính năng thì đều vượt trội so với xe xăng. Điều này khách hàng có thể dễ dàng nhận thấy. Bà Thái Thị Thanh Hải, Tổng Giám đốc VinFast chia sẻ, khách hàng có thể tự sạc pin tại nhà để chủ động về nguồn năng lượng, hoặc có thể sạc tại các trạm sạc của VinFast. Nếu sử dụng chế độ sạc nhanh thì chỉ với 15 phút sạc, xe có thể đi được quãng đường 180 km. Hiện tại VinFast đang khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống trạm sạc trên khắp cả nước với mục tiêu đến cuối năm 2021 sẽ có khoảng 40.000 cổng sạc ô tô điện phủ khắp 63 tỉnh thành, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng. VinFast FE-E34 là mẫu ô tô điện thuộc phân khúc C, từng được công bố vào tháng 1 năm 2021 với tên mã VF-31, sẽ có chiều dài cơ sở 2611mm. Kích thước các chiều dài rộng cao lần lượt là 4.300 × 1.793 × 1.613mm, khoảng sáng gầm xe 180mm, trọng lượng không tải là 1.490kg. VinFast VF-E34 được trang bị một hệ thống cơ điện có công suất tối đa 110kW, mô men xoắn cực đại 242nm cùng hệ dẫn động cầu trước, hệ thống theo trước MacPherson. Xe sử dụng một bộ pin dung lượng 42kWh, có thể đi được quãng đường 300km sau mỗi lần sạc. Để minh chứng cho đẳng cấp, chất lượng và tạo sự an tâm cho khách hàng, VinFast tiên phong áp dụng chính sách bảo hành lên tới 10 năm cho xe VF-E34. Là mẫu xe điện thông minh, VinFast VF-E34 được trang bị một loạt tính năng hỗ trợ lái và hướng đến người dùng, giúp việc vận hành sử dụng xe trở nên dễ dàng. Thú vị hơn, hỗ trợ cập nhật
phần mềm từ xa tự động chẩn đoán và cảnh báo các vấn đề của xe, hỗ trợ chăm sóc khách hàng từ xa, lên kế hoạch hành trình, gọi các dịch vụ cứu hộ khẩn cấp, định vị và tìm đến trạm sạc, đại lý, theo dõi tình trạng sạc pin, lịch sử hoạt động của xe, cảnh báo nguy cơ mất trộm, học và ghi nhớ thói quen sử dụng của người dùng. Hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói, xe được trang bị đầy đủ các tính năng an toàn tiên tiến nhất hiện nay. Dự kiến, những chiếc VinFast VF E34 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng vào tháng 11 năm 2021, đến thời điểm đóng tiền tiếp theo. Để chuẩn bị nhận xe, nếu khách hàng không muốn tiếp tục mua xe, sẽ được VinFast hoàn trả khoản phí đặt cọc mà không phải chịu bất cứ khoản phí phạt nào. Nhân dịp này, tập đoàn Vingroup cũng công bố thành lập quỹ vì tương lai xanh nhằm mục đích khuyến khích ủng hộ các sáng kiến giúp cải thiện môi trường sống, hướng tới một tương lai phát triển bền vững. Quỹ vì tương lai xanh sẽ ngay lập tức dành tặng 30 triệu đồng cho những khách hàng mạnh dạn chuyển đổi từ xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch, xăng dầu sang xe ô tô điện thông qua dịch vụ đổi cũ lấy mới Smart Solution, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Cơ sở tính phí thuê bao pin xe ô tô điện VinFast VF E34, tiền xăng ước tính 1.482 đồng 1 km, theo giá xăng hiện tại là 19.000 đồng 1 lít và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình 7,8 1 lít 100 cây. Tiền điện ước tính 484 đồng 1 km, theo giá điện sinh hoạt bậc 5 hiện tại là 3.117 đồng 1 kW và mức tiêu hao năng lượng trung bình là 15,52 kW trên 100 km. Khách hàng tự trả chi phí này khi sạc pin tại nhà hoặc tại trạm. Chi phí thuê pin khách hàng phải trả cho VinFast sẽ bằng chỉ số 3 bằng 1 trừ 2 bằng 998 đồng 1 km.